Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Thanh xin lỗi bác Trọng. Bài viết do người buôn gió biên soạn Quang Trường trình bày. Thưa quý vị, trong suốt quá trình bị tra hỏi và đứng trước phiên tòa, thì Trịnh Xuân Thanh đều kiên quyết không chịu nhận mình có nhận tiền từ Nguyễn Anh Minh là cấp phó của Thanh. Nguyễn Anh Minh từ khi là sinh viên được bố đẻ của Minh, đó là trưởng phòng kỹ thuật làm cùng với là Trịnh Xuân Thanh ở tổng công ty Sông Hồng. Bố của Minh nhận Trịnh Xuân Thanh là con cả trong gia đình mình và nhờ Thanh nâng đỡ Nguyễn Anh Minh. Thanh nhận Minh vào làm việc ở xí nghiệp sửa chữa nhà cửa của công ty Sông Hồng, rồi cho làm phó giám đốc xí nghiệp này. Khi mà Trịnh Xuân Thanh chuyển về dầu khí thì bố của Nguyễn Anh Minh lại tìm gặp Thanh để mà xin cho Minh được đi theo. Trịnh Xuân Thanh cho Minh làm giám đốc PVC Hà Nội, rồi từng bước nhấc Minh lên làm phó tổng giám đốc của PVC. Có chức có tước, Minh mở rộng quan hệ và nhận tướng Lê Quý Vương là chú, và Minh cung phụng biếu sáng tiền bạc rất nhiều lần cho tướng Lê Quý Vương. Và khi vụ án Trịnh Xuân Thanh bế tắc vì không có chứng cứ phạm tội tham ô như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tướng Lê Quý Vương muốn tránh tội đã từng qua lại với lại PVC, cho nên đã lập công bằng cách dụ dỗ Nguyễn Anh Minh cùng hợp tác dàn dựng tố cáo đã đưa tiền cho Trịnh Xuân Thanh. Nguyễn Anh Minh đồng tình bởi vì chính Minh và Hòa đã rút tiền chia nhau, nay được đánh đổi nếu khai lôi ra cả Thanh vào sẽ được thoát tội tử hình. Bởi thế, Minh nhận lời hợp tác để dựng chuyện Thanh chỉ đạo. Và tất cả những gì chống lại Thanh đều chỉ từ những lời khai bất nhất giữa các bị cáo Lương Xuân Hòa và Nguyễn Anh Minh. Đây là những lời khai được dàn dựng nên bộc lộ rất nhiều sự vô lý. Chẳng hạn như là Nguyễn Anh Minh kể một tối đến nhà của Thanh ăn cơm và Thanh mở tủ lấy một bọc tiền ra. Minh hỏi tiền gì? Thanh nói tiền của Lương Đức Hòa đưa. Cách mớm lời khai cho Nguyễn Anh Minh của Bộ Công an thật khôi hài. Có ai thấy khách đến nhà, tự nhiên mở tủ lấy túi tiền ra làm gì? Để khoe với lại khách chăng? Rồi để khách phải hỏi là tiền ở đâu ra? Chủ nhà trả lời tiền là của thằng này, của thằng kia đưa. Theo dõi diễn biến phiên tòa, nếu đúng có tội tham nhũng thì càng đáng buồn cười hơn. Bởi vì hóa ra tội phạm tham nhũng không tinh vi và thủ đoạn như là những gì mà đảng tuyên truyền. Và nếu như bọn tham nhũng ngô nghê đến như vậy thì không đáng phải toàn đảng toàn dân dốc toàn lực để chống tham nhũng làm gì cho mệt. Hành vi của bọn tham nhũng này quá đơn giản. Một thằng sếp bảo thằng cấp dưới rằng mày lo cho tao mấy tỷ tiêu Tết. Thằng cấp dưới đi về chỉ thằng cấp dưới hơn nữa, rút từ tài khoản của công ty ra mấy tỷ rồi đưa cho tài xế của mình. Tài xế của mình đưa cho tài xế của cấp trên. Rồi mình đến nhà, cấp trên thấy cấp trên lấy tiền trong tủ ra khoe là tiền của bọn mấy đứa tao đấy. Nếu xét xử tham nhũng để lấy lại niềm tin trong nhân dân, vì sự nghiêm minh của pháp luật mà dùng đến những biện pháp vu khống, bịa chuyện và sự áp đặt một chiều với thiên kiến định tội như thế, thì liệu có thể hiện được sự quyết tâm của pháp luật hay chỉ thể hiện sự cây cú xuất phát từ tư tưởng duy ý chí, độc tài của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà thanh trừng những kẻ khác phe phái với mình? Cả một nhóm đông dân chúng đã tán thưởng vụ xét xử bất công này như là nhiều vụ xử bất công khác. Vụ xử nào đảng cũng kiếm ra được một nhóm đông dân chúng hoan nghênh. Ví dụ như là những vụ xử những nhà bất đồng chính kiến, tòa án và viện kiểm sát cùng nhau kết tội bị cáo, bất chấp những lý lẽ chính xác mà bị cáo đưa ra bác bỏ lời buộc tội của mình. Phiên xử được kiểm soát thông tin chặt chẽ, những tranh luận của bị cáo rất xác đáng thì không được tung tin. Những gì bất lợi cho bị cáo được chỉ đạo cho báo chí tha hồ mà khai thác. Và cuối cùng là một đám đông dư luận viên và những kẻ có lợi ích gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam đã tha hồ tung ra những luận điệu dân chúng mơ hồ và khiến cho dân chúng hồ hởi và đồng tình tán thành với bản án nghiêm khắc trừng trị những kẻ phá hoại đất nước. Một tán thưởng này không cần biết đến luật pháp được áp dụng đúng hay là sai thế nào, trình tự tố tụng và tranh luận tòa diễn ra thế nào. Chúng chỉ cần biết kẻ xâm phạm lợi ích của chúng bị kết án, thế là pháp luật nghiêm minh. Thưa quý vị, trong cuộc xét xử Trịnh Xuân Thanh cũng thế, một nhóm đông hồ hởi hưởng ứng không thèm biết pháp luật được thi hành như thế nào. Chỉ cần biết có quan chức tham nhũng bị xét xử là vui mừng. Và tâm trạng của những người vui mừng cũng xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau. Người thì quá chán ghét bọn quan chức cộng sản cho nên cứ thấy ai trong đám đó bị tù là mừng, mà thậm chí chả cần phải xử tù. Nếu trong đám đó chẳng may bị cướp đâm chết thì họ cũng mừng. Có người thì thuộc phe nhóm cầm quyền cần phải vận động dư luận ủng hộ quyền lực của phe mình theo cho nên đã ra sức cổ vũ. Thưa quý vị,
Với đám đông dân chúng nhìn pháp luật bằng quan điểm cảm tính như vậy, thì việc dùng truyền thông dẫn dắt dư luận đương nhiên là được sử dụng vì có đất để phát huy hiệu quả. Các phiên tòa đã được hình thành trên hai yếu tố, đó là sự duy ý chí của lãnh đạo, đảng và tác động cảm tính của dư luận. Khi có được hai yếu tố này thì không cần đến bằng chứng, tranh luận, khoa học gì nữa hết. Và những lời nói của Trịnh Xuân Thanh suốt phiên tòa không thấy có hình ảnh, âm thanh nào, cho đến khi Trịnh Xuân Thanh xin lỗi Nguyễn Phú Trọng, thì các báo đồng loạt đưa những clip rất rõ ràng. Dư luận cho rằng đó là lời nhận tội của Trịnh Xuân Thanh. Nhưng nếu nhìn theo cái nhìn về tính chất của phiên tòa được diễn biến theo những yếu tố như là sự chỉ đạo của lãnh tụ Đảng Cộng sản và cảm tính của đám đông, thì những lời xin lỗi như thế là tất yếu phù hợp, bởi vì nó chứng minh cho nhận định phiên tòa không có pháp luật mà chỉ có những yếu tố trên. Không có tòa án, không có nhà nước, không có luật pháp, chỉ có bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là trên hết, tất thảy mọi thứ. Tại một phiên tòa của nhà nước pháp quyền mà bị cáo xin lỗi một ông đảng trưởng như vậy, thì lẽ ra phải là một nỗi đau và nhục của một đất nước mà mọi giá trị về pháp luật đều thua một ông đảng trưởng của một đảng. Thế nhưng, lại hân hoan đưa những lời xin lỗi của bị cáo như thế lên báo chí, lên truyền thông như là một thắng lợi. Không có lời nói nào phỉ nhổ vào pháp luật hơn lời xin lỗi của Trịnh Xuân Thanh gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến như vậy. Tuy nhiên, cũng không có lời nào khẳng định quyền lực của Nguyễn Phú Trọng hơn được lời xin lỗi của Trịnh Xuân Thanh như vậy. Lời xin lỗi đó xác nhận một điều, pháp luật của một đất nước là vô nghĩa, chỉ có bác Tổng Trọng Lú mới là ý nghĩa hơn tất cả. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Thanh xin lỗi bác Trọng. Bài viết do Người Buôn Gió biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.